Ly đề láp thì có sẵn, code thì có sẵn, thầy thì chỉ tận tay, thế mà chấm điểm mà sinh viên bô ly ra trường người ta lại thích, tại vì các bạn vọc nhiều. Nếu mà các bạn thấy mà có bạn của mình học cùng trình độ nhé, cùng cao đẳng, Sau thì chắc không hiểu. à, nếu mà bạn muốn hiểu nhiều, những bạn mà đã nghĩ đến chữ chiều sâu là bạn sẽ tham khảo thêm. Nhưng mà nếu mà em nghĩ đi, nếu như mà một số trường mà người ta không làm như mình, thì những bạn mà muốn tìm hiểu thì bản thân bạn đó cũng tìm hiểu rồi. Còn nếu mà bạn không tìm hiểu thì bạn cũng không tìm hiểu luôn, bởi vì lab bạn cũng không cần làm. Đến cuối kỳ bạn chỉ thi cái bằng bắt môn. Như vậy cái việc va chạm của các bạn với code nó không có nhiều. Còn ít nhất là bây giờ các bạn phải gõ, các bạn phải chạy, thầy mới có cái để chấm. Và thầy chấm thường như bài của thầy, thầy chấm bài làm thêm nhiều hơn là bài này. Bài này các bạn làm chạy thì khoảng 6 điểm thôi. Còn những bạn mà làm mấy thì điểm cộng nè, rồi điểm làm thêm nè, thì nó mới là điểm. Không, chứ còn nếu mà làm đúng nguyên si vậy chạy thì 6-7 điểm. Thì nó cũng có giá của nó mà. Rồi. Trong bài này của mình thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái class này luôn. Hoặc là bạn muốn thì bạn sẽ tạo thêm. Mình là lab 3. Trong này mình sẽ tạo một cái class mới. Class này chúng ta sử dụng là login. Bài này là bài bài 4. Bài 4 thì chúng ta sẽ làm một cái package là bài 4. Name chỗ này nêu cho thầy bài bài 4. Bài 3 thì các bạn làm, vì bài 3 nó sẽ thêm cái phần upload ảnh vô, kết hợp với lại bài 1, kết hợp bài 2 nó ra bài 3. Rồi nếu như mà hôm sau mà thầy chấm, giả sử như thầy yêu cầu các bạn upload thêm một hình nữa, thì dựa vào cái code cũ mà các bạn có thể customize thành một cái là thêm một hình nữa, thêm hai hình nữa mà các bạn upload lên server được, các bạn xuất ra được cái result là ok rồi. Đâu có cần phải phải làm gì cao siêu đâu. Đó là cơ bản, nhưng mà cơ bản làm được là tốt rồi. Bạn nào mà muốn nghiên cứu thêm thì cố gắng làm thêm. Chứ mình kỳ vọng tất cả mọi người đều giỏi thì chưa chưa được ha. Rồi cái serverless của mình, login serverless rename login serverless. Ok, chúng ta sẽ có doGet. Các bạn nhìn vậy, tại thời điểm này mình vậy, chứ khi mà các bạn làm đến dự án tốt nghiệp á, các bạn sinh viên của trường mình làm dự án khá là ổn. Copy. Rồi mình sẽ có view login view stop. Do port login luôn. Rồi trong form login chúng ta sẽ ok. Trong form login CSP. Rồi đợi thầy tí thì xem.
chỗ này của chúng ta sẽ là C4 lab 3C4. Serverless bên kia chúng ta sẽ notation web serverless login view login. Ok, seek login username password. Rồi, cái phần cookie của chúng ta, các bạn sẽ viết thêm một cái đoạn mã bên Java để chúng ta xử lý phần cookie này. Như vậy nó là bài 4 new class cookie ut. Trong này chúng ta sẽ viết thêm một cái phương thức thêm, tạo một cái phương thức thêm. Phương thức thêm này chúng ta muốn thêm cái gì thì chúng ta đưa vô cái đó. Serverless HTTP report. Okay. Request. Rồi, cookie. Phần này của chúng ta ở do bot chúng ta sẽ đọc dữ liệu về. Do bot login DHCP do bot. Đọc giá trị của cookie. Đọc giá trị cookie và chuyển giá trị cookie lên. Bổ sung vào mã doGet. Nếu trong trường hợp mà có cookie thì chúng ta sẽ đọc và chúng ta set lên trên. Bổ sung vô phần doGet. Ok, nếu đọc có thì set lên. Rồi. Trong form của password thì chúng ta bổ sung thêm phần login. Rồi, ok. Login Java. Set attribute cookie add cookie add. Rồi mình đoạn code này mình sẽ giải thích nha. Rồi, đối với lại cái form này thì khi vào đoạn này chúng ta chưa có nha, đừng quan tâm. Phần này chúng ta chưa có nè. Control Shift bỏ, đừng quan tâm phần đấy. Mình sẽ mở được cái form login lên.
Mở được form login. Remember login. Rồi ok. Form login chúng ta đã lên. Bây giờ ở trong cái phần do post login của chúng ta sẽ chuyển cái thông tin về cho C4 lab 3 C4 login method là post. Trong đó nó có một cái input là username, một cái input là password, có kiểu là password và một cái check remember. Trong cái thằng login ở phần post thì get parameter quen thuộc ha. Mấy này chúng ta lấy dữ liệu về. Cái tiếp theo, nếu như ở trong cái username mà có chữ là poly là đúng. Còn nếu không phải chữ poly thì mình báo là gì? Sai tên đăng nhập. Nếu password mà có độ dài nhỏ hơn 6. Nếu password có độ dài nhỏ hơn 6 thì nói là password sai. Chứ mình không có ghi là password, mình so sánh bằng cái gì, cái này là tùy. Sau này thì các bạn sẽ làm gì? Phải get database từ đâu? Get dữ liệu từ database lên. Get dữ liệu database lên và các bạn so sánh. Nhưng khi mà các bạn sử dụng username và password ở đây thì các bạn phải băm nó ra MD5. Cho nên mình không có lấy dữ liệu từ database lên so sánh, mà mình phải băm nó ra trước rồi mình mới so sánh cái mã MD5. Chứ còn mình để bát mình so sánh không được. Nó không có. Nó không hiểu. Mình phải băm nó ra mình mới so. Cho nên cái việc là bạn lấy được dữ liệu để bạn so sánh, bạn kiểm tra thì cái đó là sau mình sẽ học tiếp. Còn bây giờ mình sẽ kiểm tra là nếu đúng là chữ username là poly, mật khẩu phải trên 6 ký tự thì mình nói là đăng nhập thành công. Như vậy đến đây là đăng nhập thành công cái đã nè. Đây mới là cookie nè. Đoạn này mới cookie. Nó chỉ có đoạn chút xíu này thôi. Vậy cookie này làm gì? Thời gian tồn tại. Thời gian tồn tại. Nếu như có remember thì sao, mà không có thì sao? Remember bằng null là có hay không? Không. Thì thời gian không. Toán tử này gọi là toán tử gì? Ba ngôi. Nó là if đó. Nhưng mà thay vì viết if thì chúng ta dùng toán tử ba ngôi. Nếu như member là null thì chúng ta chọn không, tức là không có lưu bát. Nếu mà khác thì chúng ta lấy thời gian tồn tại ở đây để giữ cái bát lại. Cookie duty là do mình viết bên này. Vậy mình đưa cái gì qua? Mình đưa cái username qua, mình đưa cái bát qua. Vậy bên này mình sẽ chú ý là trong cái cookie duty của mình, cái phương thức add mình làm cái gì? Mình add cái gì? Giá trị là bao nhiêu, thời gian tồn tại là bao lâu và phương thức của chúng ta sử dụng là request. Và cái class là cookie, tên, giá trị, thời gian tồn tại, đường dẫn lưu ở đâu và add cái cookie đó vào. Tương tự như vậy các bạn get. Như vậy khi các bạn get cứ chỗ này mình add là mình add 2 lần. Bạn muốn thì bạn add 3 lần. Nhưng lúc mình đọc ở đây. Bạn đọc đây này nè. Get cookie request, get cookie. Đó, mình đọc lên ở đây. Và bây giờ mình sẽ thử chạy lên thì nó có báo là đăng nhập đúng hay không đăng nhập đúng rồi đã. Sai chỗ rồi. Login. Chỗ này của mình là F
Poly, password 123, login, site tên đăng nhập. F Poly, password 123456789. Login. Tại sao sai tiếp? Hả? Poly không có F. 123456789. Ok, đăng nhập thành công. Bây giờ vấn đề của chúng ta là làm sao xem được cookie nằm ở đâu? Làm sao mình biết là nó lưu rồi? Rồi, ok. Như vậy trước tiên là chúng ta thử, chúng ta đọc lại để xét lại coi nó có hay không. Đó. Như vậy chỗ này của chúng ta, sau khi các bạn đọc lại, xét lại thì các bạn sửa lại cái đoạn user và password chỗ này tí xíu. Các bạn đưa cái tham chiếu vô. Sửa bên bên form. Bên form, 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 form. Form login. Này, user password cũ ha. Mình đổi user password mới một cái. Rồi, ok. Cái value của mình đưa thêm cái value vô. Chạy lại login run Poly 123456789 tìm em. Login. Đăng nhập thành công. Apple password. Cookie nằm đâu? Kiểm tra. Đâu nữa? Ok. Cookie đây, username poly password 123456789 như vậy chúng ta đã lưu được. Bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập lại mà không có bấm remember login mất mất chúng ta bấm lại Epoly 9876543321 remember login password của chúng ta đã được lưu, thời gian tồn tại. Thời gian tồn tại. Đấy. Rồi, ok. Xong. Sau này các bạn áp dụng vô bài tập của các bạn ở phần nào, lĩnh vực nào thì chúng ta sẽ áp dụng thôi. Còn cơ bản của phần cookie là nó nằm ở đây. Thêm cookie vào. Tên là gì? String là gì? Như vậy cái tên và cái string là do mình đặt đấy các bạn. À, tên với value. Cái value là do mình đặt đấy. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ có phần cookie ở đây nè, tên nè. Mình muốn đặt tên gì cũng được. Rồi cái value mình đưa giá trị vô. Mình muốn đưa cái gì vô đưa. Đây tên, value. Mình set vô. Set vô đây. Add vô. Giờ tồn tại bao lâu? Phương thức là gì? Vậy cookie khá là đơn giản ha.